Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến chiều ngày 30 tháng 9, Việt Nam chỉ còn 52 người đang điều trị COVID-19, không còn ca nào nặng. Đây là tín hiệu mừng, nhưng không vì thế mà Việt Nam lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều đơn vị đã gọi lao động chuẩn bị lên đường tới một số thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, Trung Quốc, đem lại hy vọng cho nhiều gia đình ở nông thôn. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, xin mời quý vị cùng tới thăm câu lạc bộ nhiếp ảnh Hồ Gươm, nơi mà hơn 10 năm qua đã trở thành ngôi nhà chung của những người cao tuổi đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh của thủ đô. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi đã tiến hành tham vấn chung thường niên qua hình thức trực tuyến. Cuộc họp tập trung thảo luận hai chủ đề về tăng cường hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi và sáng kiến ngưng tiếng súng ở châu Phi. Hoan nghênh vai trò của Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp vào các công việc của Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh những thành tựu trong hợp tác giữa hai bên như việc thành lập các phái bộ gìn giữ hòa bình chung tại Sudan, Somalia, sáng kiến ngưng tiếng súng ở châu Phi và việc thúc đẩy vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với các nước châu Phi và cho rằng ASEAN và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi có thể tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong ngày 30 tháng 9, Hội đồng Bảo an và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi sẽ tiếp tục tham vấn về tình hình Mali, Somalia, khu vực Sahel và dự kiến thông qua một thông cáo chung. Tính đến chiều ngày 30 tháng 9, tại Việt Nam đã có 1.007 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trên cả nước hiện chỉ còn 52 người đang điều trị, trong đó không còn ca nào nặng, và 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính trở lên. Đặc biệt, 2 bệnh nhân cuối cùng ở Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện, trở về cách ly tại nhà. Như vậy, 2 tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã không còn bệnh nhân COVID-19 và trải qua hơn 40 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu để thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị, một loạt thị trường lao động đóng cửa và liên tục gia hạn thời gian đóng cửa vì dịch, khiến cho hàng chục nghìn lao động mất cơ hội làm việc dù đã hoàn thiện hồ sơ chờ xuất cảnh. Dù chưa thể đưa lao động ra nước ngoài với tần suất như trước đây, nhưng việc một số thị trường truyền thống lớn như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, Trung Quốc đã tiếp nhận lao động trở lại là tín hiệu tích cực cho lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều đơn vị đã gọi lao động chuẩn bị lên đường và đem lại hy vọng cho nhiều gia đình ở nông thôn. Tự đo thân nhiệt, ghi lại lịch trình và hàng ngày báo cáo bằng video với người phụ trách là việc bắt buộc đối với Nam, một lao động đang chờ sang Nhật trong 2 tuần qua. Giờ này cách đây nửa năm, lẽ ra Nam đã ở Nhật Bản. Muộn còn hơn không, Nam vẫn háo hức trước cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. So với các bạn là mình rất là may mắn, một trong những số người mà đã được đi đầu tiên. Em cũng hy vọng sang bên đấy và làm việc và học hỏi tiếng và công việc bên đấy để mình cho tiện lợi cho công việc hơn. Khó có thể diễn tả được nỗi lòng của cha mẹ Nam khi thấy con mình chỉ luẩn quẩn ở nhà trong 6 tháng, rồi nhận được thông báo chuẩn bị xuất cảnh. Trước khi lên đường, bố mẹ Nam làm mâm cơm báo gia tiên cầu con cháu lên đường bình an. Tháng 9 này thì là cháu được lịch bay là cháu rất là mừng, gia đình cũng mừng. Mừng là mừng đi được sang đấy làm, lo là lo nơi xứ lạ. Cũng mong muốn là cháu sang bên đấy làm ăn nó thuận lợi và tăng thu nhập mà để đỡ gia đình, rồi để tương lai sau này nó phát triển hơn. Dù phải thực hiện thêm nhiều thủ tục, nhưng Nam thấy rằng bản thân mình vẫn may mắn khi trở thành những lao động đầu tiên được xuất cảnh sau dịch bệnh. Một người được xuất cảnh là hy vọng cho cả gia đình ở lại. Vâng, trong số các lao động đang chờ xuất cảnh này chủ yếu là các lao động ở nông thôn. Và để có chi phí đi thì nhiều người đã phải vay mượn số tiền lớn. Và khi mà thời điểm xuất cảnh bị lùi lại quá lâu thì đồng nghĩa với việc họ không có thu nhập để trả nợ. Vì thế mà hy vọng đã trở lại với họ khi nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng kết nối lại các hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lúc này thì việc quan trọng nhất là đảm bảo an toàn phòng dịch,
an toàn sức khỏe cho lao động từ trong nước tới tận nơi họ sẽ làm việc. Đầu tháng 9, lao động đã tập trung và nhanh chóng tham gia các lớp huấn luyện về kỹ năng, ngoại ngữ và kiến thức văn hóa được doanh nghiệp đào tạo lại trước khi xuất cảnh. Quan trọng nhất lúc này là các giờ hướng dẫn thực hiện quy định về phòng dịch của các quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ sẽ đi làm việc. Học viên bắt buộc phải thuộc, nhớ các biển báo, khẩu lệnh, tình huống phòng chống COVID bằng tiếng nước ngoài. Giờ bọn em đang cố gắng để thi đỗ N4 để có thể làm visa và cuối năm hoặc là đầu năm sẽ được bay ạ. Em là khoảng độ 2 tháng nữa thì là em đi sang Nhật. Em làm về ngành nghề chế tạo vật liệu sắt. Và nguyên tắc phòng dịch được siết chặt đó là tập trung người lao động trước 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngoài ra, người lao động cũng phải tự ghi nhật ký hoạt động trong vòng 15 ngày và tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn trước khi lên máy bay. Đối với công ty Siêu chúng tôi thì có gần 1.000 thực tập sinh đã đào tạo, đã có tư cách lưu trú và đã có visa chỉ chờ bay. Thế và bắt đầu từ tuần này thì chúng tôi đã bắt đầu có những cái đoàn thực tập sinh đầu tiên bay sang Nhật Bản. Ngay sau thời gian hết cách ly thì các em có thể là bắt đầu về nghiệp đoàn cũng như về xí nghiệp làm việc. Năm nay, mục tiêu đưa được 130.000 lao động xuất cảnh sẽ khó thực hiện được. Tuy nhiên, các hợp đồng đưa lao động đi làm việc nước ngoài vẫn tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Việc đưa lao động đi làm việc nước ngoài, đặc biệt tại một số thị trường đã được triển khai thực hiện, chẳng hạn như là đối với thị trường Đài Loan chẳng hạn, thì theo con số mà các doanh nghiệp báo cáo lên, thì có những tháng là doanh nghiệp đưa được 2.000 đến 3.000 thông qua các chuyến bay của phía Đài Loan. Rồi đối với Nhật Bản thì cũng bắt đầu có tín hiệu mở và đưa lao động sang. Chính phủ cũng đã chỉ đạo cho phép là triển khai thực hiện các chuyến bay thương mại. Thì đây là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp cũng như là người lao động có cơ hội đi làm việc nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu các doanh nghiệp tập trung hoàn thành hợp đồng đủ điều kiện. Từ nay đến hết năm, cố gắng đưa 30.000 lao động xuất cảnh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 8 âm lịch Tết Trung Thu. Dịp để các em thiếu nhi vui chơi, rước đèn phá cỗ và nhận những món quà từ người thân và gia đình. Với mong muốn mang một cái Tết Trung Thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung cùng nhiều cá nhân tập thể đã cùng chung tay hỗ trợ để góp phần giúp cho các em đón một mùa Trung Thu ấm áp. Những món quà tuy nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa động viên tinh thần, giúp cho các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Ghi nhận không khí phá cỗ tại một xã biên giới của tỉnh Hà Tĩnh. Những tiếng nhạc rộn ràng hòa chung với ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn ông sao. Hôm nay là một ngày tràn ngập niềm vui của các trẻ em đồng bào dân tộc Chức ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Với đời sống còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, nên việc có bánh Trung Thu, đèn ông sao hay những đêm hội trăng rằm như thế này là mong ước của nhiều em nhỏ ở vùng biên giới này. Cháu được tham gia những hội trăng rằm đó là chú quẩy cung trăng và chiếc đèn ông sao. Đêm trăng rằm này như là một giấc mơ của cháu. Còn tại đồn biên phòng Tam Quan, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, cùng với rước đèn ông sao, các cháu nhỏ miền biên viễn còn được tham gia đêm hội trăng rằm đầy đủ sắc màu, được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích về chú cụ chị Hằng. Đặc biệt là các em được thưởng thức màn múa lân sôi động và tham gia phá cỗ Trung Thu. Người lớn cũng như trẻ em được tận hưởng một cái Tết Trung Thu vui vẻ, đầm ấm. Đêm hội đã mang đến nhiều niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi cho các em thiếu nhi vùng biên giới. Qua đó thể hiện sự quan tâm của các tổ chức xã hội cùng hướng về và chăm lo đời sống nơi biên cương, gắn kết tình quân dân thắm thiết, bền chặt, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Vâng thưa quý vị, khi quý vị nhìn những bức ảnh như thế này thì chắc hẳn là quý vị sẽ nghĩ chúng được chụp bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng không, đây là tác phẩm của những nhiếp ảnh gia cao tuổi không chuyên tại Hà Nội. Và hôm nay nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với câu lạc bộ nhiếp ảnh Hồ Gươm, nơi những bức ảnh nghệ thuật này ra đời. 75 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia Phạm Trắc Vũ đã có hơn 50 năm kinh nghiệm cầm máy. Với ông, nhiếp ảnh giờ không chỉ là một đam mê thông thường mà còn là một cách dưỡng sinh, vừa sáng tác nghệ thuật, vừa rèn luyện sức khỏe.
chúng tôi leo núi, leo đồi cũng chẳng thua kém gì thanh niên. Và như vậy nó tạo cho mình một cái niềm vui và như vậy là sức khỏe nó càng tốt hơn. Cho nên là nó lại tạo lại cái động lực lại cố gắng tìm ra những cái bức ảnh nó hay hơn, đẹp hơn. Sau khi nghỉ hưu, ông Vũ cùng những người bạn có chung sở thích đã lập ra câu lạc bộ nhiếp ảnh Hồ Gươm. Qua 11 năm, câu lạc bộ giờ đây đã trở thành ngôi nhà chung cho hơn 30 nhiếp ảnh gia cao tuổi không chuyên. Đam mê sáng tạo, ngay cả thành viên lớn tuổi nhất như ông Nguyễn Hữu Nền cũng không ngại xách máy tới các làng nghề ngoại thành để tác nghiệp. Tôi làm nghề đến nay là hơn 60 năm rồi. Tuổi đời thì cũng trên 80 tuổi rồi. Hoạt động nghề ảnh thì nó tạo cho mình được một cái trí nhớ rất là bền và cái sức khỏe được dẻo dai. Mỗi một chuyến đi sáng tác ở ngoài cũng như đi với câu lạc bộ này thì tôi thấy rất là vui thú. Ngoài đam mê chụp ảnh thì còn chia sẻ với nhau những cái tình cảm về vấn đề là gia đình, về những cái điều kiện cuộc sống, anh em trong câu lạc bộ gắn bó với nhau hơn. Nhiều tác phẩm của các thành viên trong câu lạc bộ đã ghi dấu ấn tại các cuộc thi ảnh quốc tế như Culture Circuit do Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ bảo trợ hay Asahi Shimbun do Hiệp hội Nhiếp ảnh Nhật Bản tổ chức. Đây cũng là động lực để các thành viên tiếp tục niềm đam mê không tuổi với nhiếp ảnh, đồng hành cùng nhau trong những chuyến đi không bao giờ biết chán để thấy cuộc đời đẹp đẽ và mến yêu hơn. Theo quý vị thì vỏ cây tràm và bẹ chuối khô thường dùng để làm gì ạ? Ngoài chuyện là để làm vật liệu đốt hay là dây buộc hoặc là bỏ đi như là rác thải, thì có lẽ nhiều người trong quý vị sẽ khó để có ngay câu trả lời. Nhưng ở góc nhìn của những người họa sĩ thì đó lại là nguồn nguyên liệu độc đáo để làm tranh. Ở miền Tây có khá nhiều họa sĩ đang theo đuổi dòng tranh từ các loại vỏ cây khô này. Đây là nơi anh Nhân thường đến để tìm chất liệu làm tranh. Bẹ chuối khô không có nhiều màu nên phải tìm lâu và kỹ mới được như ý. Công đoạn làm tranh cũng tốn không ít công sức và thời gian vì cần có cảm hứng sáng tác, khéo tay và kinh nghiệm. Bẹ chuối thật ra nó cũng chỉ có 2-3 màu thôi. Mà cái màu đó thì nó theo cái lòi chuối. Mình vận dụng cái màu đó để mình làm thành một bức tranh tổng thể thì nó không hề đơn giản. Ngoài ra thì cái tính bền chắc của cái bẹ chuối khi mình áp dụng thể loại xé dán thì mình xé rất là cực. Còn đây là nơi biến những thô ráp của vỏ tràm khô thành đường nét mềm mại của nghệ thuật. Là cán bộ hưu trí sống tại thành phố Cần Thơ, suốt mười mấy năm nay, ông Hà Văn Thường tìm thấy niềm vui từ công việc không lời mà nhiều ý này. Về cái tông màu này, mình làm cảnh vui, nó khó hơn cảnh buồn. Nhưng mà buồn không phải là buồn mà bi lụy, buồn mà nó thi vị một chút. Thì mình phải tạo cái thi vị cho nó, mặc dù cái màu sắc á, nếu người ta nghĩ ra được thì người ta nghĩ đó là cái cảnh có hồn. Nhưng mà nghĩ không ra nó buồn chết. tùy theo cái cảm nhận của người ta nhìn tranh. Vậy thôi. Không chỉ khó làm mà tâm ý của người họa sĩ truyền tải trong mỗi bức tranh từ vỏ tràm, bẹ chuối, đôi khi không phải ai cũng có thể hiểu. Đó cũng là lý do khiến dòng tranh này, dù mới lạ và hấp dẫn, vẫn có phần kén khách. Nhưng cũng như tác phẩm của mình, thường không rực rỡ bắt mắt. Những người nghệ nhân làm tranh từ vỏ cây khô vẫn miệt mài làm đẹp cuộc sống bằng những gì mộc mạc nhất. Cái bẹ chuối nó thân thương, nó gần gũi, ai cũng biết tới nó. Mà mình khi mình đưa nó vào nghệ thuật như vậy thì nó sẽ mang được cái hồn của cái vùng đất này. Cái món ăn tinh thần đôi khi nó nuôi người ta còn hơn là những cái món ăn vật chất. Bên ta nó vui sống mà. Cho nên khi mình làm thì mình cảm thấy mình thích. Thì từ đó mình làm ra tranh, mình cảm thấy mình có gửi hồn trong một tí. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình này cũng như xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website của VTV Go hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.